Ok, xin chào các bạn. Hôm nay thì cô trò mình gặp nhau. Thì hôm trước thì cô có giảng cho các bạn cái phần bài từ vựng và ngữ pháp của bài số 3. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ lấy một cái bài test ra chúng ta làm. Ok, thì cô xem những cái bài test này nó giống như là một cái bài luyện tập cho các bạn ha. Để chúng ta có thể nhìn thấy nhiều dạng bài tập khác nhau trong những cái bài mà chúng ta cần phải làm, chúng ta thường hay gặp phải trong cái chương trình học của chúng mình. Ok, thì trong video lần này thì cô nghĩ là cô sẽ cố gắng làm tới câu 25 hoặc là nếu mà được thì tới câu 30. Ok, cô sẽ tranh thủ thời gian hết mức ha. Ngay trong cái phần đầu tiên thì các bạn cũng có thể thấy được đó là phần pronunciation. Phần 2 là language focus. Thì trong language focus các bạn sẽ học về vocabulary nè, hầu như cái phần này nó sẽ liên quan đến vocabulary. Rồi phần tiếp theo là grammar đúng không? Ngữ pháp. Phần tiếp nữa là chúng ta sẽ có một cái phần sửa lỗi sai. Ok. Thì các bạn sẽ phải đọc qua để chúng ta nhìn thấy được những cái lỗi nào nó bị sai chúng ta sửa lại cho đúng. Phần tiếp theo nó sẽ là reading. Thì reading chúng ta cần thường thì chúng ta sẽ có hai bài, cái bài nó cũng khá ngắn thì nó không có quá dài ha. Sorry. Thứ nhất là cái bài đọc lỗ, người ta cho mình các cái từ và rồi ta phải hiểu được cái từ đó mà ta đọc bài, ta điền vào chỗ trống đây. Đó, thì đơn giản chỉ có vậy thôi, không có gì hết ha. Bài thứ hai là bài đọc về true false, chúng ta đọc thông tin và sau đó sẽ có một số những cái statements. Ta xác định xem nó là true hay là false, đương nhiên là dựa vào thông tin của bài đọc. Ok. Phần cuối cùng nó sẽ là writing. Thì cái phần writing này cô nghĩ nó quá dễ, nó quá dễ so với những cái gì lẽ ra yêu cầu các bạn phải làm. Đáng lý là đối với phần writing thì các bạn sẽ phải viết ra, viết ít nhất là phải viết câu. Và rồi sau đó sẽ viết đoạn hay là viết một đoạn ngắn chừng vài câu cũng được, ok. Nhưng mà các bạn người ta không yêu cầu các bạn viết ra mà người ta cũng là đưa ra những cái lựa chọn A, B, C, D. Thì những cái câu multiple choice như thế này thì nó cũng không có đánh giá được các bạn nhiều đâu. Nhưng mà cái đây là có format mà các bạn đi thi hay là các bạn làm bài thì sau khi chúng ta cũng sẽ làm như thế thôi. Ok. Thì với mong muốn là sẽ hỗ trợ phần cho các bạn hiểu được cái bài này. Và bây giờ chắc các bạn cũng đang thi giữa kỳ á, một số bạn sẽ ôn thi giữa kỳ. Các bạn sẽ phải ôn bài 123 ha, 123 hay 1234 gì đó cô không nhớ rõ lắm ha. Như 1234 á, thì do là bữa giờ chúng ta phải nghỉ nhiều cho nên là cô chưa làm tới bài 4 cho các bạn đúng không? Hy vọng là cô trò mình sẽ đi nhanh ha. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cô sẽ mở lớn đến từng phần để giải thích từng phần cho các bạn. Đầu tiên là pronunciation, các bạn thấy là cô phiên âm ở đây hết rồi. Để tiết kiệm thời gian cho các bạn và các bạn hiểu được vấn đề luôn. Cho nên là cô phiên âm rõ ràng ra đây thì các bạn có thể nhìn thấy được ngay. Ok, vấn đề là cô sẽ giải thích cái âm đó như thế nào cho các bạn thôi. Còn cô phiên âm ra đây hết rồi nó cũng sẽ dễ hiểu thôi, không có gì ha. Đối với nhiều bạn thì cái phần pronunciation này nó là một cái phần đấu vật luôn à, vì chẳng hiểu gì, chẳng hiểu gì hết đúng không à. Chuyện đó là bình thường, ngày trước cô đi học cô cũng vậy, thậm chí cô còn mò mẫm hơn các bạn bởi vì cô không có cái phương tiện gì để mà tra cứu hết ngoài cái cuốn sách từ điển rất là nhỏ cầm theo thì nó cũng không đủ từ nữa. Cái cuốn từ điển đó nó nhỏ lắm, nó cũng không có đủ từ nữa mà đi đi đâu cũng cầm theo hết á. Mà bất kỳ giờ các bạn thì các bạn có cái smartphone thì quá là tiện luôn, nên là các bạn có thể học được cái này tốt hơn cô rất là nhiều, điều kiện của các bạn có. Ok, ta xem câu đầu tiên. Người ta gạch chân với chữ A ở đây nè. Đó, các bạn hãy để ý cái phần gạch chân, để ý cái phần gạch chân thôi ha. Vì cái chữ gạch chân đó là các bạn phải đọc sao cho nó đúng và phân biệt được cái ông nào nó khác nhất trong ba âm còn lại. Đúng không? Chúng ta sẽ đọc này, candle. Candle, chữ L A này, chữ này chữ A nữa nhưng mà A bạc, candle. Ok. Rồi đây là âm Kate, âm A,
E, A, cake, cake, decorate, âm A luôn ha, âm A, rồi celebration, celebration, pration, pray, A, âm A luôn. Vậy thì cái câu đúng của chúng ta nó sẽ là câu câu A, dễ không? Câu B là khác nhất ha. À, cái âm này thì ta có thể có hai cách đọc. À, thứ nhất là cách đọc của người Anh và thứ hai là cách đọc của người Mỹ. Thì ta có thể đọc là adult hoặc cũng có thể đọc là adult. Tuy nhiên cái âm mà người ta gạch chân ở đây nó không thay đổi. Và cho dù đọc cách nào đi nữa thì nó cũng vậy thôi. À, nó cũng là âm 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 L L đây nè ha. Rồi chúng ta xem candle thì khi phiên âm ra cái chữ L này nó đứng đây mà nó rất là nó có dụng từ gì ta, nó rất là ảo thì nó vì nó đứng đây nhưng mà người ta cũng chẳng thấy đọc nó đúng không? Ừ. Có đọc nó nhưng các bạn không cảm thấy là có đọc nó, cái cảm giác của các bạn là không thấy có đọc adult hay là adult, à, âm L có ha, hay là candle thì L này được đọc là O ha. Nhưng mà khi phiên âm ra nó có không? Có luôn. Candle. Rồi đây là talk. Khi mà chúng ta viết ra cái chữ á, thì chúng ta có viết chữ L ha. Nhưng mà khi phiên âm ra talk, ta không hề thấy nó xuất hiện trong cái phiên âm đúng không? Các bạn phải nhìn phiên âm nha. Đây là một cái điều khó đối với các bạn, nhưng mà cố gắng là chúng ta phải làm quen. À. Rồi đây là rất là rõ luôn, flower, flower, cái chữ này rất là rõ. À. Nếu mà nói về phiên âm thì cái chữ này nó cũng khác nữa nè, tại vì đọc là o chứ không phải là đọc là l, giống như là hai chữ a và d. Ví dụ như âm l thì ta đọc là adult hoặc là adult. À. Các bạn đọc kiểu nào cũng được ha. Thì âm này là l, âm lưỡi. À. Và rồi flower cũng là âm lưỡi luôn. Nhưng mà cái chữ này hơi khác nè. Candle. Nhưng mà người ta nhìn phiên âm. À, khi mà ta đọc ra thì nó cũng hơi khác. Nhưng mà ta nhìn phiên âm thì câu A, câu D, câu B và câu D à, nó có cái phiên âm chữ L, chữ L này ra. À, trong khi câu C thì ta không thấy nó luôn. Tại vì nó câm luôn. À, cái âm này nó câm luôn. Âm này nó không hề có trong cái phần phát âm luôn. Ok, cho nên sẽ là ta chọn câu C. Talk, talk. Người ta không có chữ L ở đây. Câu số 3. Ta nhìn thấy ở cái chữ này thường cô nghe các bạn đọc là hour không à? Không phải ha. Hour, cái chữ này là chữ H câm. Nó bị câm rồi. À, ok, nó không cho cô vẽ ha. Ok. Rồi, hour. Hour. Đó là chữ giờ giấc á, giờ của các bạn á. Honest, à, trung thực ha. Honest, honest, honest. Cho nên chỗ này chữ H này cũng câm luôn. Rồi chữ này cũng sẽ là cái âm câm luôn. Các bạn nhìn nè, vehicle, à, vehicle, vehicle, vehicle. Ta sẽ đọc là vehicle. Vậy chữ H này cũng câm. Chỉ có một cái chữ câu D là happy là chữ H này rõ ràng nhất, âm H. Ok, chúng ta không đọc là âm H mà âm H. Âm thì khi nói ra phiên âm thì chúng ta là H. À. Thì happy nó rất là rõ ràng ha, nó có âm H ở đây. Mình cho thêm câu đi. Câu đi ha. Thật ra thì cái câu của câu C này nè, nếu mà đọc giọng Mỹ á, thì người ta đọc là vehicle nữa kìa. À, nhưng mà ở đây người ta theo theo như cái câu này thì cô nghĩ người ta cho là cái giọng Anh đó. Cho nên cô phiên âm là vehicle cho các bạn. Chứ là còn vẫn còn có cách đọc khác đó là vehicle nữa. Ta vẫn có cách đọc đó, đó là cách đọc của người Mỹ. Nhưng mà trong bài này thì có lẽ là câu D là rõ ràng nhất ha. Còn cái này là vehicle. Ok. Câu số 4 ta có là cái chữ này hơi à cái âm này thì dễ nhưng mà xuống cái âm này thì hơi khó với các bạn nè. À, cái âm mà nguyên âm này thì nó dễ. Đây là weather, các bạn vẫn đọc là weather. Weather thì đó là âm e đúng không? Cream âm y dài, rõ ràng ha, y mà hai chấm này là y dài. Cream.
À, ok. Nó là y dài, cho nên ta đọc là cream. Nếu mà nó là y ngắn, ta đọc là cream. Đó là y ngắn. Còn y dài á, thì nó sẽ dài hơn. Và nhấn mạnh hơn. À, nó kéo dài hơn, nó nhấn mạnh hơn. Ta đọc là cream. Ok. Rồi. Rồi, vậy thì cái âm này là âm y dài ha. Còn đây là âm e. Weather. Weather. Đây là cream, y dài. Còn đây là friend. Âm e này các bạn nhìn thấy không? À, e, friend. Hay là đây là cũng vậy, âm e nè. Wedding. 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 À, wedding. Ok, âm e luôn. Vậy thì ta sẽ chọn cái gì? Câu B. Rõ ràng ha. Câu số 5 là câu khó với các bạn. Bởi vì trong tiếng Việt chúng ta không hề có cái âm này. Trong tiếng Việt chúng ta không hề có hai cái âm này. Yeah. Ví dụ như trong cái chữ chữ này rất là quen thuộc ha. Tự nhiên các bạn đọc sai không á? Birthday, birthday, birthday. Âm này chính là âm bật hơi ha. Birthday. Chữ sir này nó nằm trong chữ thank you của các bạn đó. Cảm ơn á ha. Thank you. Chúng ta không đọc là thank you. Giống như chữ thờ của tiếng Việt, nó không phải chữ thờ của tiếng Việt đâu, mà nó là chữ sir. Sir. Các bạn để đầu lưỡi ở giữa hai môi và bật hơi ở mặt trên của lưỡi. Đầu lưỡi ở giữa hai môi. À, đúng ra là giữa răng trên và môi dưới. Sir. Răng trên và lưỡi luôn ha. Rồi, à, bật hơi ở mặt trên của lưỡi, chúng ta sẽ có là sir. Birth, birth. Birth, birthday, birthday. Nó giống như chữ thank you, sir. Thank you, thank you. Chứ ta không đọc là thank you. À, nó không phải là chữ thờ của tiếng Việt đâu ha. Nó hoàn toàn khác. Nó không hề giống. Hồi trước cô đi học thì cô phải mất một tháng để luyện cái âm này. Chỉ có cái âm này thôi. Một tháng. Và nó không dễ chút nào ha. Rồi cái âm tiếp theo nè, cái chữ the, đây là chữ the nha, còn đây là chữ sir. Các bạn nhìn nha, sir sir và nghe cho kỹ, sir. Còn đây là chữ the, although, though, the. Nó giống như chữ the, the chữ the này nè các bạn. Ok, đó, nó chữ the nè, the. Ok. Vậy chỗ này là although, though. À, rồi, together, 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 the. Chứ không phải là together, giống như đây ha. À, together. Rồi, clothing, clothing. Chứ không phải là clothing hay là clothing. Không phải ha. Clothing, clothing, the. Tức là cái mặt trên của lưỡi nó cũng sẽ đụng răng trên và nó tạo ra cái âm thanh, chứ không phải là bật hơi nữa nha. Đây không có bật hơi mà sẽ là tạo ra âm thanh. Ta đọc lại nha. Đây là although the, although together, together, clothing, clothing. À, đây là birthday, birthday. Ok, birthday, bật hơi. Birthday. Ok, hơi nó đi ra. À, ở mặt trên của lưỡi ha. Cơ quan cấu âm của hai cái âm này giống nhau, chỉ có điều là cái cách phát âm nó khác nhau một chút, cho nên nó sẽ là nó cùng cơ quan cấu âm nên người ta mới đưa nó ra cùng một câu như thế này cho các bạn khó đọc ha. Thì cái câu khác nhất ở đây chính là câu A, đúng không? Ok. Rồi, birthday, although, together, clothing. Ok, hy vọng là các bạn nghe rõ ha. Wow, chúng ta mất hết gần 15 phút cho cái phần này. Hơi bị lâu ha. Alright, tuy nhiên không sao. Nó cần thiết. Rồi, ta qua cái phần tiếp theo. Phần Language Focus, chúng ta xem cái phần đầu tiên. Nó cũng là multiple choice thôi, thì rất là dễ ha. A lot of foods, a lots of foods. Ừ, chỗ này các bạn bỏ chữ S đi. A lot of, chứ không có a lot of. A lot of foods and drinks will be served.
At the party đúng không? Đâu có ai nói là in the party, for the party, with the party đâu. At the party. The anniversary of the founding of the charity falls. Đối với ngày tháng thì các bạn dùng gì? The 12th of November. On the 12th of November, right? Và ngày thứ 12. Ngày thứ 12 tức là ngày 12 đó, tháng 11. Tức là số thứ tự, right? Ngày 12th of November. Các bạn hoàn toàn không cần cái chữ TH này vẫn được luôn ha. Ok. Trong cách viết của người Mỹ người ta không cần phải những cái chữ này. Người ta viết luôn. Hiểu được luôn. When they get together, all they talk is football. All they talk about, đúng không? Khi mà họ ngồi lại với nhau thì tất cả những gì mà họ nói chuyện đó là football. Ok, các bạn ngồi lại với cô thì chắc cô cũng nói chuyện football mà thôi. Cô không có chuyện gì khác để nói hết. Alright, they're having a party in in cái gì đó, of his 84th birthday in celebration. Okay, in celebration, what does it mean? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ đang có một bữa tiệc để tổ chức cái ngày sinh nhật thứ cái sinh nhật tổ chức sinh nhật hay là tổ chức ngày mừng thọ. Tại vì đây là 84 tuổi rồi thì gọi là không phải là sinh nhật nữa mà là ngày mừng thọ ha. Thứ 84. Ok. Celebration ở đây các bạn sẽ chọn từ về nghĩa thôi. Trong phần này các bạn sẽ đối diện với những cái vocabulary mà các bạn đã học. Thì đây là nghĩa của từ phù hợp nhất là celebration. Cô nghĩ nó không cần phải giải thích nhiều cho các bạn bởi vì từ vựng các bạn có học rồi ha. Hôm trước cái video cách đây hai video thì cô cũng đã nói về cái vocabulary của bài này rồi. Thì chúng ta hiểu được cái chữ celebration, ceremony, honor hay là memory rồi ha. Okay. Câu số 10. We try to make a joke for our situation, but it wasn't funny. Chúng tôi cố gắng đưa ra một câu một một cái câu chuyện đùa cho cái tình huống của chúng tôi nghe nó cũng hơi buồn cười nhưng mà chẳng vui chút nào. Vấn đề là make a joke làm cho cái tình huống nó vui lên nhưng mà nó cũng không vui. Hay là make a trick. Make a trick thì không có lừa ha. Hay là make a tension làm cho cái tình huống nó căng thẳng hơn. No, make a risk, liều lĩnh thì không phải. Câu số 11. Chúng ta xem they held a concert to mark the cái gì đó of Mozart's death. Tức là cái để đánh dấu chúng tôi tổ chức một cái buổi hòa nhạc để đánh dấu cái ngày kỷ niệm hay là cái tưởng nhớ cái ngày tưởng nhớ đến sự ra đi của Mozart đúng không? Tức là đó chính là một cái dịp hay là một cái lễ kỷ niệm hay là một cái tình huống hay là một cái gì đó nó gợi nhớ remembrance. Thì cô nghĩ cái tình huống này nó là anniversary ha, tức là một cái lễ tưởng niệm để tưởng nhớ đến ông Mozart, Mozart một thiên tài âm nhạc ha. Câu số 12. They a wonderful meal to more than 50 delegates. Ok, họ phục vụ một cái bữa ăn tuyệt vời cho hơn 50 delegates này chính là ứng cử viên ấy. Thì cô nghĩ là phục vụ là served. Câu C. They served a wonderful meal to more than 50 delegates. Ok. Câu số 13. He tried his best to make his birthday party more. Make something. Ok. Làm cho cái gì đó như thế nào đó. Thì đương nhiên chỗ này chúng ta đang cần một tính tính từ. Đồng ý ha. Và tính từ ở đây chính là enjoyable. Enjoyable. Anh ta cố gắng để anh ta cố gắng hết sức try his best. I try my best. Ok, he try his best. Anh ta cố gắng hết sức, tôi cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức là gì? Try one's best to do something. Ok.
Đâu rồi, cô không thấy cái text đó làm nào. À đây, rồi đây. Yeah, I make it bigger for you. Yes. Nó đã ghi chú một chút xíu về cái cấu trúc ha. Try one's best to do something. Cố gắng hết sức để làm gì đó. À, các bạn ghi chú ha. À, cố gắng hết sức để làm gì đó. À, alright. I try one best. I try my best to pass the exam. I try my best to help my mom, for example. Ví dụ như thế, đó là tôi cố gắng hết sức để làm gì đó. He tried his best to make his birthday party more enjoyable. Đã cố gắng hết sức để làm cho cái bữa tiệc sinh nhật của mình sao ta? Enjoyable. Nó là gì? Nó là có thú vị hơn. Ok. Chúng ta không chọn ed hay là in, không tính từ này. Chúng ta enjoy thì chúng ta sẽ có tính từ của nó là enjoyable, chứ không có cần thêm ed hay thêm in gì nữa hết ha. Enjoyment nó là danh từ, thì chỗ này ta không cần danh từ, ta đang cần một cái tính từ. Number 14. Okay, when they finished singing, Lisa, the candles on the cake, turn off, tắt ha, a blew out, thổi. Thổi này là thổi, thổi nến. Chắc cái này đúng rồi ha. Blew out, cleared up, này là dọn sạch luôn. Hay là brought out, đem ra ngoài ha, thì không phải. Khi mà họ hát xong, they finished singing, họ hát xong thì Lisa làm gì? Blew out the candles on a cake. Lisa mới thổi nến. Đúng không? Thổi nến. Câu số 15. Many men remarry tức là kết hôn lại, hay là gọi là tái hôn á. Nếu mà ta nói tiếng Việt mình là tái hôn ha. Nhiều nam giới sao tái hôn và có cái gia đình thứ hai. Ok. Vậy chỗ này ta cần cái gì ở phía trước? Ta cần một cái tính từ ở phía trước để bổ nghĩa cho man ở đây. Và tính từ đó về nghĩa thì ta sẽ chọn là divorced. Ok, nhiều người nam giới mà ly dị rồi á thì họ tái hôn và có gia đình thứ hai. Ok. Have second families. Right. Divorced là đã ly dị. Married đã kết hôn. Single là độc thân. Độc thân thì không thể gọi là tái hôn được ha. Rồi family đứng đây chẳng có nghĩa gì. Cho nên chúng ta chọn là câu C. Ok. Rồi ta qua phần tiếp theo. Ở bên dưới cái phần comments, các bạn có một cái đường link. Đó là cái đường link các bài tập. Thì trong đây có những cái bài tập mà trong cái đoạn, những cái đoạn video cô đã giải, đã giải thích hoặc là đã giảng cho các bạn. Rồi trong đó có những cái bài tập thêm nữa, thì các bạn cứ mở cái link đó ra, các bạn cứ lấy bài tập về nhà, các bạn bạn download về, bạn làm, và các bạn có thể theo dõi những cái video, hoặc có thể ghi chú những cái thông tin cho bản thân mình để chúng ta có thể học và ôn bài ha. Ok, cái phần B này chúng ta nói về grammar. Câu số 16 ta xem. A friend of mine phoned me to a party. For invite, inviting, to invite, for inviting. Which one you choose? Các bạn sẽ chọn cái gì? A friend of mine có nghĩa là my friend, đúng không? Một người bạn của tôi gọi điện để mời tôi đến bữa tiệc, ok? Thì chúng ta sẽ không thể nào nói là for invite được. For là preposition, sau nó là invite nguyên mẫu, như thế này không đúng. Bởi vì preposition sau nó là động từ, thì động từ phải ở dạng thêm in. Câu A sai. Phone, phone in sau nó luôn, không đúng ha. Câu C là câu đúng. To invite, for inviting cũng không đúng. Ta có một cái câu, một cái cấu trúc là phone to do something. Ok. Ở đây nó chỉ về cái mục đích. Một người bạn gọi để mời tôi.
mục đích đúng không? Ok, chỉ mục đích của sự việc, ta dùng to do something. Câu số 17, I couldn't find John at a party last night. If we, him, we, đây là chính là gì ạ? Would have been very happy. Chúng ta đang nói về cái câu chuyện của tối ngày hôm qua. Cái câu chuyện của tối ngày hôm qua nghĩa là cái câu chuyện này đã ở quá khứ rồi. Và nếu chúng tôi gặp anh ta, chúng tôi đã rất là happy, chúng tôi đã rất là hạnh phúc rồi. Vậy cái câu điều kiện này là cái câu điều kiện trái sự thật của quá khứ. Các bạn xin nhớ lại những cái câu điều kiện zero conditional thì con không nói ha, nhưng mà điều kiện đôi điều kiện lời 1, lời 2, lời 3. Ít ra các bạn cũng phải nắm và cái cách dùng của nó. Khi nói về một cái điều kiện trong trường hợp câu 17, khi nói về cái điều kiện mà nó trái sự thật của quá khứ thì chúng ta sẽ dùng câu điều kiện loại 3. Đây, mệnh đề chính của câu điều kiện loại 3 nó sẽ có một cái cấu trúc đó là would have đi với động từ cột 3. Đồng ý ha? Vậy chỗ này nó sẽ là gì? Nó sẽ là quá khứ hoàn thành. Vậy thì đương nhiên ta sẽ chọn câu C. Đúng không? Nếu các bạn thuộc cấu trúc thì nó chẳng có gì khó khăn ở chỗ này hết ha. Ngay vị trí này, đây là câu điều kiện, đây là mệnh đề điều kiện. Đồng ý ha? Mệnh đề điều kiện này nó sẽ ở quá khứ hoàn thành. Mệnh đề chính nó sẽ ở would. Đây là phẩy D này chính là would đó các bạn. Would have đi với động từ cột 3, đây là been. À, tại vì người ta dùng động từ to be đi với động từ đi với tính từ happy. Ok. Vậy thì ta nhìn nhanh thì ta thấy câu C là câu đúng bởi vì gồm quá khứ hoàn thành. Xem lại câu điều kiện loại 3. If này là if loại 3. Hãy các bạn nhớ nha. Đây câu điều kiện loại 3. Trái sự thật quá khứ. Câu số 18. Đây là câu hỏi đuôi với let. Người ta cố tình cho các bạn cái chữ này. Cái trường hợp mà câu hỏi đuôi và dùng với let thì phía dưới phía phía sau á, phía sau chúng ta sẽ dùng là shall we. Không cần phải nói nữa, đây là nguyên tắc rồi. Alright, let's have a party to celebrate our third successful win, shall we? Rồi, my parents, câu số 19 ha. My parents wouldn't, okay, wouldn't allow me to go, allow me go in, allow to go. Chúng ta có cấu trúc là allow someone to do something. Okay. Cô ghi đây ha. Allow someone to do something, right? Tức là cho phép ai làm gì đó. Ba mẹ tôi sẽ không cho phép tôi đi đến bữa tiệc. Okay, my parents wouldn't allow me to go to the party. My parents wouldn't allow me to go to the party. Okay, easy, right? 20, let's see. Chúng ta có một cái cấu trúc là we are going to have my house. Cái gì đây? Tomorrow morning. Okay, lại có một cái cấu trúc nữa mà các bạn không biết có nhớ không? Cái text của cô nó đi đâu rồi? Yes. À, cô copy cái này nha. Chúng ta sẽ có một cái cấu trúc là have. Have đi với cái gì? Have. Xin lưu ý something. Done. Done này là từ đại diện cho động từ cột 3. Tức là cấu trúc này là cấu trúc nhờ vả, nhờ ai đó làm cái gì đó cho mình. Nhưng mà ai đó ở đây không được nói tới. Ok. Nhờ cái gì đó được làm. Ha. We're going to have my house painted. Đây chính là động từ cột 3 đó các bạn. Ghi như thế này rất là cụ thể cho các bạn xem ha. We're going to have my house painted tomorrow morning. Chúng tôi định là nhờ ai đó hay là nhờ thợ sơn lại cái nhà của chúng tôi, hay nhờ cái nhà của chúng tôi được sơn này các bạn ha. Tomorrow morning, sáng ngày mai. Cái cấu trúc này là cấu trúc nhờ vả và các bạn phải nắm cái cấu trúc này ha. Đây là cấu trúc rất là thường hay xảy ra đó, hay là hay có trong những cái bài kiểm tra của mình đó ha. Ok, rất là thường xuyên luôn. Cái động từ này, ý cô là động từ này là động từ cột 3.
Rồi. Câu số 21 hơi khó vì một chút xíu vì chúng ta bị qua cái trang tiếp theo. We hope that students themselves will enjoy parts of the project. Ok. Chúng ta xem cái câu mà người ta cho mình là cái gì? To take hay là taking hay là to be taken hay là being taken? Chúng tôi hy vọng rằng the students themselves will enjoy. Enjoy thì sau nó là một verb in đúng không? Ha. Ở đây trong cái phần ngữ pháp mà nghe cái video trước các bạn xem lại ha. Thì sau enjoy một số cái động từ sau nó là to do, sau đó là to verb, một số động từ sau nó là verb in và đối với enjoy thì sau nó là động từ thêm thêm in. Đồng ý ha. Cho nên chỗ này các bạn sẽ có là enjoy đi với động từ thêm in thì các bạn sẽ chọn là câu B. Checking. Okay. Và nó không có nghĩa bị động cho nên ta không chọn câu đi được. Câu 22. Ta xem. Jim wishes he Jen to his birthday party last night. Anh ta ước về một cái việc đã xảy ra tối ngày hôm qua. Và khi mà ước một cái điều gì đó trong quá khứ thì ta dùng thì quá khứ hoàn thành. Thì chỗ này sẽ là had invited. Jim wishes he had invited Jen to his birthday party last night. Okay, had invited. Câu 23 là có Sally's low test scores kept her from yes, let's see admitting to be admitted. Ở đây các bạn sẽ chọn câu D. Vì cấu trúc là keep someone from thì đương nhiên from là một cái preposition sau nó là verb in. Đúng không? Sau nó là động từ thì động từ phải thêm in. Cho nên những câu như là câu B hay là câu C thì các bạn bỏ luôn. Vì nó không đúng. Và ở đây nó có nghĩa bị động. Bị động là vì sao? Bị động thì ta không chọn câu A ha. Mà ta chọn câu D. Bị động là to be đi với động từ cụm 3 này các bạn. Cái điểm bài kiểm tra thấp của Sally làm cho cô ấy kept her from làm giữ cho cô ấy gọi là sao ta làm cho ấy không có được chấp nhận có nghĩa là không nha không được chấp nhận vào trường đại học ok vậy là kept her from being admitted tức là giữ cho cô ấy có nghĩa là làm cho cô ấy không được chấp nhận để vào học đại học. Về chỗ này là cô ấy phải được chấp nhận chứ đúng không? Nên các bạn nghĩ bị động thì các bạn sẽ không dùng cái cấu trúc của câu A được mà các bạn phải dùng cấu trúc của câu D nó mới có bị động bởi vì là be là động từ to be đi với động từ cụm 3. Mà nghĩ bị động. 24. Are you sure you told me about the party? À, bạn có chắc là bạn đã nói với tôi về cái bữa tiệc đó không? I don't recall about it. Tôi không có nhớ. Recall ở đây chính là hồi tưởng lại, nhớ lại. Tôi không có nhớ gì về cái việc mà đã được nói về cái điều đó hết. À, chúng ta có một cái cấu trúc là recall sau nó sẽ là verb. À, ok, đây 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 ha. Recall sau nó sẽ là verb in. Ok. Mà ở đây chúng ta lại có một cái nghĩa bị động nữa là tôi không nhớ là tôi được nói cái gì về cái điều đó cả. Được nói ha. Vậy cho nên cái nào không có nghĩa bị động thì các bạn bỏ đi. Cái này không có nghĩa bị động. To have been told. To have thì không đúng bởi verb in mà. Cho nên phải là having been told. Câu C đúng ha. Ok. Nó vừa là recall sau nó là verb in mà vừa có nghĩa bị động thì chỉ có câu C thôi. Câu số 25. I meant to get up early, but I forgot up my alarm clock. Tôi có ý là tôi định á, ý là tôi định thức dậy sớm nhưng mà tôi quên vặn giờ, quên lên dây cót ha, quên lên dây cót đồng hồ của tôi ha. I forget to do something. Thì hôm trước ta học đó là forget.
cô lấy cái text mình lên nha. Sorry. Forget to do something. Thì chỗ này sẽ là gì? To wind. Ở đây là wind chứ không phải là wind đâu các bạn nha. Wind. To wind up my alarm clock. Đó. Ok. Cô chỉ kịp tới tập câu 25. Trong cái video lần này thì cô sẽ làm tới câu 25 cho các bạn. Ok. Và hẹn gặp bạn ở video sau, chúng ta sẽ đi tiếp trên cái phần sau. Ok. So goodbye and see you everyone. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới. Cô sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn ha. Goodbye and see you.